đến quý đại biểu, quý thầy cô, các chị em nghệ sĩ và toàn thể các bạn sinh viên cũng như các khán giả yêu quý nghệ thuật sân khấu. Hôm nay ngày 28 tháng 9 năm 2020, nhằm ngày 12 tháng 8 âm lịch, chúng ta cùng tề tựu về trường để tham dự lễ kỷ niệm ngày truyền thống sân khấu Việt Nam, còn gọi là ngày giỗ tổ ngành sân khấu. Để tham dự buổi lễ hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đông đảo. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Ngọc Thanh, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Về phía ban giám hiệu, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Quang Trung, hiệu trưởng nhà trường. Cùng với đông đảo các quý vị quan khách đại biểu, các nghệ sĩ, các thầy cô giáo, các bạn sinh viên và những người yêu quý sân khấu Việt Nam. Và để bắt đầu chương trình hôm nay, xin được trân trọng mời thầy Đinh Quang Trung, hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các cán bộ, giảng viên, công nhân viên, cựu học viên, sinh viên nhà trường, các thế hệ. Đã thành lệ, ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm trở thành ngày giỗ tổ ngành sân khấu của cả nước. Đây là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, truyền thống uống nước nhớ nguồn. Và đây cũng là một sự kiện đánh dấu tầm quan trọng và thể hiện sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp sân khấu của dân tộc nói riêng, sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật nói chung. Hòa cùng không khí chung của cả ngành sân khấu hôm nay, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ này để tất cả chúng ta cùng hướng về tổ nghề và cùng chung quyết tâm xây dựng phát triển để xứng đáng với những giá trị mà tổ tiên để lại, cũng như xứng đáng với niềm tin và mong mỏi của xã hội hôm nay. Thay mặt ban giám hiệu nhà trường, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô, các cán bộ, giảng viên, các anh chị em học viên, cựu học viên, sinh viên đã từng học và tốt nghiệp ở trường. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô, các thế hệ hôm nay đã cùng chung tay đóng góp cho sự nghiệp của ngành sân khấu. Và xin chào mừng tất cả các thầy cô, các quý vị đại biểu đến với ngày lễ giỗ tổ hôm nay. Mong muốn rằng tất cả chúng ta sẽ cùng chung tâm, chung tay để xây dựng nghiệp tổ, để ngày một phát huy sự nghiệp sân khấu của chúng ta vững mạnh hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Là thánh đường